Trong triển lãm ô tô Thành Đô 2023 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc, hãng Hyundai đã vén màn phiên bản đặc biệt mới của dòng SUV cỡ lớn Palisade mang tên Calligraphy Black Edition. Đúng như tên gọi, mẫu xe này được phát triển dựa trên phiên bản Calligraphy cao cấp của dòng xe Hyundai Palisade ở thị trường Trung Quốc. Để phù hợp với cái tên Black Edition, xe sở hữu màu sơn ngoại thất đen bóng. Những chi tiết mạ chrome hoặc màu xám thường thấy của dòng SUV cỡ lớn này đã biến mất. Thay vào đó, những chi tiết như lưới tản nhiệt, ốp trên cản trước cản sau, vành la răng, nẹp trên sườn xe, ba gờ nóc và ốp gương chiếu hậu đều được chuyển thành màu đen. Vành la răng của mẫu xe này có đường kính 20 inch và thiết kế đa chấu thể thao. Những thay đổi này giúp Hyundai Palisade Calligraphy Black Edition trông vừa hầm hố, mạnh mẽ vừa có chút bí ẩn. Tương tự ngoại thất, nội thất của Hyundai Palisade phiên bản đặc biệt mới cũng dùng tông màu chủ đạo là đen. Để tạo cảm giác vừa thanh lịch vừa sang trọng cho xe, hãng Hyundai đã dùng ghế bọc da phả Alcantara, mặt táp lô ốp gỗ và những chi tiết ốp kim loại màu bạc làm điểm nhấn. Được phát triển dựa trên bản Calligraphy nên đương nhiên xe cũng có đầy đủ trang bị, như kính lái trên kính cửa sổ trước vừa cách âm vừa phủ phim chống bám nước, kính cửa sổ sau màu tối và cách âm, hai ghế thương gia ở giữa cũng như rèm che nắng chỉnh tay cho hàng ghế sau. Bên cạnh đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm, cùng có kích thước 12.3 inch, vô lăng tích hợp phím chức năng, điều hòa chỉnh cảm ứng, nút bấm chuyển số, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Nằm bên dưới nắp capo của Hyundai Palisade Calligraphy Black Edition vẫn là động cơ xăng V6, hút khí tự nhiên, dung tích 3.5 lít thông thường, tạo ra công suất tối đa 272 mã lực và mô men xoắn cực đại 336 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Ngoài ra, xe còn có 7 chế độ lái và chế độ vượt địa hình. Tại thị trường Trung Quốc, Hyundai Palisade Calligraphy Black Edition có giá khởi điểm 368.800 nhân dân tệ, khoảng 1 tỷ 217 triệu. Trong khi đó, ở Việt Nam, Hyundai Palisade được đồn là chuẩn bị ra mắt vào tháng sau với giá bán trên dưới 2 tỷ, hứa hẹn rẻ hơn hai đối thủ Ford Explorer và Volkswagen Teramont.